Hôm nay mình xin trình bày cho các bạn cách nối dây điện của động cơ xe máy. Trước tiên, để nối được dây điện cho động cơ xe máy, chúng ta phải xác định các dây trên động cơ so với các dây trên xe đồ. Đầu tiên là dây động cơ. Dây động cơ gồm có dây xanh là cây, đen đỏ, xanh da trời và hai dây ra của cuộn đen. Hai dây ra của cuộn đen này không cần phân biệt thứ tư của dây, lắp dây nào trước dây nào sau cũng được. Đây, ở ngoài thực tế, đây trên động cơ Honda bình thường, trên động cơ Honda bình thường thì thường thường có hai cụm dây ra. Dây ra thứ nhất là các loại dây nhỏ có 5 dây, nhưng mà dây nhỏ, dây này dây hiển thị số là không xài, bỏ qua. Còn dây thứ hai là cục dây ra mang tín hiệu đánh lửa, dây ra của cuộn đen của động cơ. Những dây này xài, dây này gồm có các dây xanh da trời. Đây, tương tự xanh da trời, xanh da trời, xanh là cây, xanh là cây đây, đen đỏ, đen đỏ đây. Còn lại hai dây là dây vàng và dây trắng. Đây là hai dây ra của cuộn đen. Dây này chúng ta chỉ gộp chung hai dây, không cần bị thử tự thôi lắp vô ngược xu gì cũng được. Chỉ có hai dây cuộn đen này thôi, tại điện sẽ chiều ra đây mà. Đây, tiếp theo là IC. IC chúng ta xài IC 5 chân, xài IC 5 chân gồm có 3 chân dưới và 2 chân trên. 3 chân dưới, 2 chân trên. Định vị dây này bằng cái đầu nổi, đầu nổi, cái chắc nổi đây. Đây, 3 dây động cơ, 3 dây của IC tương tự là đây. Đây, cục IC. Đây, để như vậy. Đó, 3 dây dưới, 3 dây dưới và 2 dây trên. Đây, rồi đến cục sạc. Cục sạc cùng, cục sạc thì gồm 4 dây, xác định cũng dựa vào cái giắc nổi. Đây, cục sạc đây, đây là cục sạc, nó cũng có 4 giắc. Đây, từ từ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Thì đây, dây đỏ là dây nổi về cực dương của bình, dây xanh là dây nổi về cực âm của bình. Còn hai dây dây vàng và dây trắng này thì nổi về hai cái dây ra của cuộn đen là đây. Đây, hai dây ra này đây. Nổi cánh nào cũng được. Nổi dây nào trước, dây nào sau cũng được đối với hai cái dây này. Thấy không? Rồi. Tiếp theo là cây rơ le đê. Cái rơ le đê, rơ le đê thì có hai cái sợi dây ra và hai cái cọc để mà mặc dây điện lớn vào đây. Do khi đê dòng điện áp dòng rất lớn nên là không thể nối dây qua công tắc này được. Tại vì nối dây công tắc thì công tắc phải rất lớn, nếu công tắc nhỏ sẽ cháy, nên người ta lấy cái rơ le này. Cái công tắc đê chỉ là tín hiệu để mà cái rơ le này hoạt động, nổi ngang mạch đây qua đây, để mà cái tín hiệu khi mà trên công tắc D là chỉ là dòng điện nhỏ thôi, dòng điện nhỏ thôi. Nhưng mà khi dòng điện nhỏ tới cái rơ le D này là nổi đây thì qua đây làm cái D hoạt động. Đây, cái rơ le D đây, đây là cục rơ le D, đây cục rơ le D. Rơ le D nó có hai dây ra đây, bao trong bao này rồi. Hai dây ra thì nổi dây nào về cực dương cũng được. Thường thường là nổi dây đỏ về cực dương, dây xanh về cực âm. Còn đây hai cái chậu của cây này ở đây ta nổi ở cực dương. Đây tương tự nổi dây đê thì đây, đầu tiên là một sợi của công tắc đê. Công tắc đê là có sẽ có hai sợi. Lấy sợi nào được, một sợi nổi về cực dương, một sau đó một sợi nổi về cực dương của động cơ.
nói về cực dương của Rayleigh. Đây, nói về cực dương của Rayleigh. Nói về sợi dây đỏ của hai sợi dây ra của cái Rayleigh á. Đây. Còn một sợi dây xanh của cái Rayleigh thì tôi nói về mạch. Không, còn đây, cái đầu bạc của sợi dây điện lớn là đây. Đây, hai cái đầu bạc. Một cái đầu thì ta nối với cái động cơ, nối với cái bình điện. Không còn cao chi ở đây, cao chi ở đây không có. Cao chi ở đây được nối ở trên này, chứ không phải ở đây. Bỏ cao chi này đi. Bỏ cao chi vẫn xài được. Đây. Một cái nối về cái Rayleigh. Còn đầu kia thì nối ra cái cuộn dây, ra cái dây của cái đê ở trên động cơ. Tương tự thì dây âm của cái bình nối trực tiếp lên cái dây đê của động cơ. Đây, hai dây của động cơ, hai dây đê của động cơ đây. Đây là cục đê. Hai dây đê nó nối ngay ra đây, dây đỏ là dây dương, còn dây xanh là dây âm. Rồi. Đó. Chưa. Rồi. Nối dây thì nối y chang như sơ đồ. Đây. Cái phần mà cổng tắt cổng cơ là cái chân dừa ở dưới của cái xe này đây. Đây chân dừa ở dưới của cái xe này sẽ nổi về một cái cổng tắt. Nhưng mà cổng tắt này lúc để mở là động cơ sẽ nổ, mà chập lại để nổi mát á thì động cơ sẽ tắt. Nên là nhớ là muốn mà khởi động động cơ thì mở mạch ra, không cho cái sợi dây dừa này nổi về mạch. Đây, không cho nổi về mạch là động cơ sẽ nổ. Tương tự thì đây, dây xanh da trời của động cơ nối về cái chân ở phía trên. Ở phía trên và bên trái của cái xe. Đây. Ở phía trên và bên trái là cái chân này. Đây. Đây. Đó, tương tự thì ta nối các dây còn lại. Đây cục mô bên xương, còn cục mô bên xương. Cục mô bên xương là rã của chân cái xe. Rã ở cái chân ở trên bên phải của cái xe. Sẽ ra tín hiệu cho cục mô bên xương. Đây. Cái chân bên phải của cái xe là chân này, chân màu xanh là cây này đây, thấy không? Sẽ ra cục mô bên xương, đây cục mô bên xương em thả như này rồi, đây cục mô bên xương, cục mô bên xương tương tự cục mô bên xương cũng có một dây đỏ và một sợi dây vàng, một sợi dây xanh, thì dây xanh ta nối về mặt, còn để một dây kia nối về ngay IC, nhá, còn ra đây, đây là ra buri, anh biết rồi. Tại mô bên xương, tại cục sạc thì tương tự có 4 dây, thì dây xanh là cây, dây xanh là cây, dây đỏ thì nối về dương, dây xanh là cây thì ta nối về cực âm của bình. Còn hai dây trắng và dây vàng này là ta nối dây nào cũng được, nối vô hai dây ra của cuộn đen. Đây là điện sẽ chiều mà, để nó nổi vô. Rồi ra đây điện một chiều để sạc bình thôi. Rồi tới mạch tức là cực âm. Đây các ký hiệu mạch đây. Mạch ở đây nữa. Tất cả ta nổi chung về một cụm. Tất cả ta nổi chung về một mối hết. Đấy, nối xuống mạch mà, hoặc là nối thêm xuống thân máy, hoặc không cần cũng được. Nối chung cái này lại với nhau là được. Nối chung tất cả cái mạch đây lại cùng một sợi là được. Tất nhiên khi mà ta không xài đề thì ta bỏ phần bình điện này đi. Đấy, phần cục sạc này đi, thì ta chỉ còn phần bên này thôi. Nối rất đơn giản. Nếu ta không xài đề, nếu không xài đề thì hai cùng dây vàng này bỏ nguyên cái phần này bỏ hết, chưa? Vậy thôi. Đây là một phần của đồ án máy sợi đất mini.